Thôi chuẩn bị cất cánh lại. Tuyệt vời. Thế nào bác, nặng đâu không hay nhẹ đâu? Ok. Thời tiết hơi khó quan sát. Chú, tiếng phen kêu dữ quá. Đó. Chơi đường à, phen mạnh lắm, 2,7 cân mà. Nếu mà pin tốt là phải lực đẩy 2,5 cân. Ngon là anh. Tiếng phen nghe hấp dẫn quá. Đu en ray bác thấy thế nào? Có không nhảy quá phải không? À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.